chứa tể những chiếc nhẫn. Gladariel. Ngay cả những người bé nhỏ nhất cũng có thể thay đổi được vận mệnh tương lai. Arwen, em thà chia sẻ duy nhất kiếp này với chàng còn hơn phải sống vĩnh hằng đơn độc trên thế giới này. Frodo, tôi rất vui vì được ở bên bạn, Samwise Gamgee, tại đây, tại thời điểm mọi thứ kết thúc. Pippin, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy. Gandalf, kết thúc? Không, chuyến hành trình sẽ không kết thúc ở đây. Cái chết chỉ là một con đường mà ai cho chúng ta cũng phải đi qua. Màn mưa xám xịt của thế giới này sẽ cuộn lại, tất cả sẽ trở thành một tấm kính màu bạc, và lúc đấy, cậu sẽ thấy nó. Pippin, cái gì? Gandalf, thấy gì? Gandalf, một bờ biển trắng, xa hơn là một vùng quê xanh tươi, dưới ánh mặt trời lướt qua. Frodo, chúng ta đang dựa vào điều gì vậy Sam? Sam, vẫn còn điều tốt đẹp trên thế giới này, cậu Frodo, và nó xứng đáng để chúng ta tiếp tục chiến đấu. Aragorn, hãy giữ vững vị trí, hỡi những người con của Gondor, của Rohan, anh em của tôi. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của các bạn sự sợ hãi đang bao trùm lấy trái tim tôi. Một ngày nào đó, sự can đảm của nhân loại sẽ không còn. Chúng ta bỏ rơi bạn bè và phá vỡ những liên minh, nhưng nó không phải là ngày hôm nay. Giờ khắc của tai ương và những chiếc khiền vỡ nát, khi tuổi già sẽ đến và đốn ngã bạn. Nhưng không phải là hôm nay. Đây là ngày chúng ta chiến đấu. Bằng tất cả những gì bạn yêu mến và gìn giữ trên trái đất này, hãy đứng dậy hỡi những chiến binh của miền Tây. Gandalf, tất cả những gì chúng ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian được ban tặng cho chúng ta. Witch King, ngu ngốc, không một người đàn ông nào trên đời này có thể giết được ta. Elwin, nhưng ta không phải là đàn ông. Frodo, sẽ thật là vô nghĩa nếu thù hận nối tiếp thù hận, nó sẽ không chữa lành bất cứ thứ gì. Gandalf, chỉ có duy nhất một chúa tể của chiếc nhẫn, kẻ duy nhất có thể điều khiển nó theo ý muốn của mình, và hắn không bao giờ chia sẻ quyền lực. Gimli, ta không bao giờ nghĩ sẽ chiến đấu tới chết bên cạnh một người tiên. Legolas, thế còn bên cạnh một người bạn? Gimli, được, tôi có thể làm vậy. Nhiều người đang sống xứng đáng chết, nhưng một số kẻ đã khuất lại đáng sống. Đừng bao giờ phán xét cái chết, ngay cả người thông thái nhất cũng không thể thấy được kết thúc của bản thân. Gandalf. Không phải những người đi lang thang đều bị lạc đường. Tolkien. Bước đi trên đường, bạn phải giữ vững đôi chân của mình. Nếu không, bạn có thể bị cuốn đến nơi mà thậm chí bạn cũng không biết. Bilbo Baggins. Đôi khi, ta không muốn nhìn thấy một kết thúc, vì ta sợ rằng nó có thực sự hạnh phúc không? Thế giới có thể quay lại quỹ đạo của nó như thế nào khi mà đã có quá nhiều điều tồi tệ xảy ra? Nhưng cuối cùng, chỉ là việc đi qua cái bóng này, thậm chí đó là bóng tối. Samwise Gamgee. Treebeard. Không có một lời nguyền ngôn ngữ tộc tiên, tộc Ent hay thứ tiếng loài người nào có thể đủ để nói lên sự phản bội này.